Dương có ai hết cho em thỏ à em thỏ hello em thỏ ba em nó ở ngoài phòng ấy em sợ ba em vô đấy đang ngủ ạ em đừng ăn nữa một giờ trưa rồi ngủ gì cứ đi em thì có cần anh thì phải có em á anh nhìn hiện đức lóe lên một tia lửa tuyệt tiếng nhìn ngục chỉ cái nhảy cờ chỉ cái một tiếp đây cờ ghé anh đang giật nói ra với họ là nghĩ là anh đang giật một phút 30 giây anh rất xa đây đây ra nơi đâu đi tìm hỏi lúc nơi bao lâu thấy anh đang ngồi bên kết chị nói nhỏ thôi chị nói nhỏ mà tôi mong nghe messenger xin tôi cái giờ đây làm sao coi được ấy làm coi sao coi được ấy gian ta người ta nào nhỉ à có nè cái số kích nào nó có ra nhỉ cái số kích nó cũng ra cái gian ta nhỉ. Thank you. Thế sao không biết ra gia đình ta được nhỉ? Sao em biết? Em nhà không có ai cùng chơi nhỉ? Mọi người có thể nói chuyện với em không? Mọi người có thể nói chuyện với em không? Mọi người không không nói chuyện không ạ? Nó bị nói chuyện luôn á. Em nó bị nói chuyện với em luôn á. Thì em nay không ai muốn nói chuyện em thì nhớ bị xỉu rất sắc đẹp của em đừng nói chuyện em ghét mới không nói ạ em không ngờ mọi người ghét em như thế biết em nó làm gì đâu mà ghét em có làm gì đâu em không có làm gì hết mọi người muốn ghét em em sẽ yêu em có chồng khác nên gì em có chồng khác nên ghét chồng anh đâu đâu có hả như vậy mới thấy anh đi vào nước nhỏ đúng không anh quýnh nhau không không hôm nay em là cô gái thì nghỉ mở bài ok bài phúc cuối cùng trong nữ hả em có thể tới nữa hiệp đi coi toàn em mới nhắc buồn nha mẹ có kêu chồng rõ ràng chồng anh đâu em kêu ai đâu hôm nay chồng anh có bà đâu chồng em có bà đâu
Dạ, sao nó bình thường mà. Em bao nhiêu tuổi rồi anh biết không?